mê mẩn vẻ đẹp của cây hoa giấy bung nở đẹp cả góc trời Đà Lạt. Gần đây, loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cây hoa giấy nằm ở Đèo Đờ xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt bùng nở rực rỡ, khoe sắc hồng tím sáng rực cả một vùng đã thu hút sự chú ý nên nhiều diễn đàn mạng về du lịch. Điểm đặc biệt ở cây hoa giấy này là cây thuộc giống thần gỗ. Khác các loại hoa giấy dây leo hay thường được trồng ven bờ rào, bám khung cửa, hoa nở thành cụm lớn gần như che hết phần lá, màu hoa rực rỡ nổi bật giữa chất thơ của trời Đà Lạt. Được biết, cây hoa giấy này do gia đình chị Bùi Hiền trồng cách đây 35 năm. Vào thời điểm đó, gia chủ cũng xây dựng căn nhà gỗ phía sau, tạo thành khung cảnh nhà vườn đẹp mắt, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đi ngang qua. Tán cây giống như một mái vòm, tỏa đều ra bốn hướng. Khi những bông hoa bùng nở, nhìn giống như một chiếc ô khổng lồ màu hồng đậm. Ngôi nhà với cánh cửa gỗ phía sau cũng góp phần làm khung cảnh thêm chất thơ như những phân cảnh trong các bộ phim hoạt hình đồng quê xinh đẹp. Để đến được khu vực hoa giấy này, từ trung tâm thành phố, du khách có thể chạy xe khoảng 30 km về phía đèo Dran, cây nằm trước hiên nhà, gần đường lớn nên dễ dàng thấy.